Trân trọng kính mời. Thưa quý vị quan khách đang hiện diện nơi đây rất thân mến, và một lần nữa xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách chúng ta đã cùng nhau về đến nơi đây và chung vui với gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi lễ tân hôn cho đầu nương của chúng ta, kính thưa quý vị. Và khi chương trình của chúng tôi sắp sửa được bắt đầu, thì ngay giờ phút này đây chúng tôi xin được thay mặt cho anh em trong ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả những anh em trong ekip có nhiệm vụ được giao chúng ta vào vị trí để bắt đầu cho buổi lễ. Trân trọng kính mời.